Dùng ống đông đi. Cái đó có mà, đừng đặt bằng cái pipette. Cô kêu đặt ống đông. Dẫn cái bao tay của anh nó bị cái này dẫn cơ mà. 17.4 không? Cái gì? 14.8 là 15 nè, đổ vô đây đi. Giật đi. Có. Lấy từ từ đẩy vô ống bi bét luôn. Có. Đừng có hồi chìm theo. Cái này hồi lắm luôn á. Tự nhiên cái này đi công tác hay gì? Rồi ok, đợi cái nha. Ừ. Đúng rồi, mới có anh con. Rồi vô anh bố. Có rồi. ISO an toàn. Hết bị chết. Nhiều rồi tỏ. Chưa tới 48 rồi chưa? Đây có chắc nhiều rồi tỏ. Hả? Cái đặc biệt gì vậy? 48 nhiều lắm. Hả? Mới à? Để đây vô đây, cái mới đó. Tại giờ rồi, bạn đeo giùm đi. Ok. 15 nữa ha. 15 đi. Rồi cái này được. Này được nha. À, được rồi. Rồi. Ở sáng đông quá luôn con. Cái bịch này nó không có để được. Ừ. Rồi để acid vô đi. Rồi đi ra đi. Rồi, để đi. Nè cầm đi. Bỏ đây rồi. Ừ nhớ. Rồi đông 6-5ml theo đông. Đông mở 1 lần 2ml. Cái bếp kìa. Đây cắm đổ vô. Cái này cái dài đó, cái dài đó.
chết nhau cả. Nè, cái này từ chứ đổ chi dữ vậy trời, đổ lần hai à, rồi lắc nhiều lên, đừng lắc rồi con ơi. Ơi mà mở cầm túi bình á, cầm túi bình á, ai đeo bao tay cầm đi. Bình nào? Gì vậy? Đông axit để vô. Bộ bình này không để được hả vậy? Nó có màu ngà ngà nha. Nè chả nè. Phút giang rồi còn ta phải đâm cho tàu. Nha. Đổ bắp vô, để gì nè? Đổ lại hết luôn. Đổ hết luôn. Vì mình lắc vì mình đun được rồi đó bạn. Chỗ này được chưa? Mình thấy sao cặn nhiều. Chưa. Không bắt gì hết luôn.
Này cháy ở ngoài luôn.